Mình sẽ chia sẻ một đặc sản ở Nghệ An, đó là măng rừng Quế Phong Nghệ An nhé. Măng này thì khi mà lấy về người ta làm sạch và người ta luộc đi và rửa lại nhiều lần cho nó sạch ấy, rồi người ta sẽ để cho ráo rồi người ta đóng vào bịch rồi mang đi bán ấy. Măng này ăn rất là ngon, mình về Nghệ An chơi mình đã ăn thử và mình mua một ít mang về. Về thì mình vẫn luộc sơ lại cho đảm bảo cho sạch. Măng này không ngâm không tẩy và nó chưa bị chua, thế nên mình cứ xào nấu bình thường thôi. Các bạn có thể xào với những cái con sò, con hến, các thứ đều được. Còn đây hôm nay mình xào chay nhé, với hành tím, hành lá, rau mùi và một ít dầu ăn, ít hạt lêm, muối và bột ngọt thôi. Xào như này ăn vị nguyên bản của măng rất là ngon. Ăn măng thì cũng có rất là nhiều tác hại, nhưng nếu không chúng ta không sơ chế măng, măng sạch là không hết đắng và không luộc măng, không ngâm măng qua đêm thì nó cũng rất là độc hại. Nhưng mà ngoài cái độc hại đấy ra, khi mà chúng ta làm măng đúng cách thì măng lại có rất là nhiều công dụng. Ăn măng này tốt cho người ăn kiêng ấy, vì nó giúp chúng ta giảm cân, cảm thấy no bụng. Ăn măng giúp kiểm soát cholesterol, tốt cho tim mạch. Ăn măng tốt cho hệ miễn dịch chúng ta và chống ung thư, chống viêm, kháng khuẩn. Ăn măng cũng có tốt cho vấn đề về hô hấp và dạ dày. Và cái măng này là mình mua được măng sạch ấy của ấy, thế nên mình xào lên ăn nó rất là ngon, giòn và thơm ấy, và không chưa hề ngâm ngâm chua lên, ăn nó rất là tươi ấy. Cho thêm một chút dầu hào nữa và xào cùng, rồi cho thêm ít rau thơm, hành lá các thứ vào, rồi chúng ta xào lên và chúng ta cho ra đĩa thôi. Còn nếu mà các bạn thích có thể là xào với thịt bò, xào với sò, ngao nhé, các thứ ấy, đều được nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.